lúc nào đói ăn được. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chúng tôi đang có mặt ở phiên chợ Sydney Hồ, một phiên chợ ở trên Sydney Hồ của Lai Châu, tổ chức vào sáng thứ bảy hàng tuần, chỉ một ngày duy nhất trong tuần. Phiên chợ bắt đầu từ rất sớm nhưng mà thường khoảng 8 giờ trở đi thì bắt đầu mới đông được. Đi về đây. Đây là một cái cổng vào chợ rất là đẹp này, chợ. Việt, lên dịch cho anh nghe cái gì đây? Chợ du lịch. Rất là phong cách, làm bằng chạc nhá, dán lên đây là chợ du lịch. Come on, smoke it. Ok. Chợ này được xây dựng trên nền của những viên đá rất là đẹp. Bây giờ đi sâu vào trong chợ xem có cái gì. Đầu tiên là phải thấy rằng là đây là phiên chợ du lịch, cho nên là đa số người dân ở đây đều mặc cái trang phục truyền thống của họ. Trang phục truyền thống này là trang phục của người Mông. Ok. Bây giờ phải đi theo ông Sú thôi mới biết phải đi chỗ nào. Sú đang live stream về chợ. Em giới thiệu cho nhá. Ok. Đây là chợ của người Mông, thì khi mà khách đến đây khách có thể thấy được cái cuộc sống đời thường của người Mông. Đây có thể như là làm váy này. Làm váy này. À đấy. Làm váy rồi là mọi người đến đây để mọi người có thể chỉ không có gì bán, có thể chỉ nói chuyện thôi. Nói chuyện nhau. Vâng, có thể chỉ nói chuyện với nhau thôi. Đây, người ta bán thịt, bán tất cả những cái đồ dùng mà cần thiết cho bà con. Ok. Đây, thịt này. Rồi cái kia là lu cờ này. Okay. Lu cờ đây, đúng không? Đây là lu cờ thì người ta có thể đến để người ta mua. Rồi ví dụ như là mùa này thì là mùa mà người ta chuẩn bị làm váy. Đấy, thì người ta đến đây để mua cái này để cái này, vẽ sáp ong. À, cái này là vẽ sáp ong đúng không? Nhìn như quen. Cái này để vẽ sáp ong, còn đây là đẹp nhỉ. Cái này đầu này là bằng đồng rồi bà. Là bằng đồng không? Em cho mượn cái này, mượn cái. Cái đầu này nhìn anh rất là nhẹ, nhưng cái đầu này màu vàng vàng như kiểu bằng đồng, không biết có phải không? Đây là cái que để các bạn vẽ cái đường ở trên cái vải làm sáp ong ấy. Đây các bà đang bàn nhau về cái chuyện mua cái loại nào tốt hay sao ạ? Cái đầu này có phải làm bằng đồng không anh? Hay sao nhìn nó bằng đồng ấy. Đồng sao nhẹ nhỉ? Chỉ có một cái bằng mỏng mà nó góp vào trong là nó ấy. Vâng. Cái này của cái hội nó cắt vải nó thêu nó. Vâng, có nghĩa là vẽ cái đường trên vải trong đó để làm sáp ong đúng không? Đúng rồi. Rất là nhẹ luôn. Nhìn đồng mà nhẹ thế. Mấy người bà này. Nhìn nhớ nhá. Cái này ạ, cái này cũng chục triệu. Chục triệu bạc. Vâng. Mưa rồi. Đang giọt mưa tí tách trên mái nhà giọt xuống ấy. Đi thử cái hàng này xem. Bên này là họ đang bán vải đây. Bạn này tự dệt đúng không anh? Hả? Bạn này tự dệt à? Ừ. Bạn này vài người Mông đúng không? Người Mông. Cái này bạn à đây à? Làm cái này ơi. Làm này á? Ừ. Nhưng mà đây màu trắng mà. Sao ra thành cái này? Xong về nhuộm à? Nhuộm đúng không? Này một tấm này dài bao nhiêu mét anh? Nhiều lắm á? Nhiều lắm bao nhiêu mét? 1 mét. Bao nhiêu? 100 mét. 100 mét cả? Ôi dồi ôi, thế em bán bao nhiêu tiền mấy mét đây? Bán 50.000 một mét. 50.000 một mét. À. Thế này mà mua về thì vợ không biết may thì chắc phải nhờ thế này may ấy nhỉ? Đó đấy.
Đây vải người Mông nha, một cái tấm này có thể dài 100 mét và ở đây anh ấy bán 50.000 một mét. Chắc làm sao mới thoải mái rồi. Đây họ đang hỏi mua đây, không biết mua. Xin chào, đi chợ gì đây, mua gì đây? Hả, mua gì? Không mua gì, đi chơi à? À, đi chơi à? Việt ơi! Mà ra đi theo sú là dễ. Sú đâu? Đi ăn nào bây giờ rồi sú? Ok. Đây là bánh rán đấy à? Đây là bánh rán này, đây là bánh rán xúc xích, ngô các thứ. Wow, nhìn ngon nhỉ, hấp dẫn nhỉ. Ăn thử không sú? À, Việt. Đây, anh Việt đây này. Ăn thoải mái. Việt đây. Việt đâu rồi? Có ăn bánh rán trên sư hồ không? Làm thử mấy cái ăn cho nó phê. Làm thử cái đi, xong tí nữa quay lại trả tiền chị sau cũng được. Đúng không? Ăn nhá, thử cái nhá. Không cần giấy đâu. Ăn thử nhá các bạn nha, đây bánh rán này. Quay lúc nào. Không có tay để lấy tiền, móc tiền ra ăn trả. Chị nhá em gửi cho nhá. Mấy nghìn nhỉ? 2.000. Ủa, giải đấy, thế ăn thêm đi. Có 2.000 một cái bạn ạ. To như này mà có 2.000 thôi. Rất là rẻ. Ăn 2 cái nhá. Đây người ta có thể mua vải này, các thứ này. Vải này một cái, một tấm dài tận 100 mét cả số. Thế nhớ. Mùa này mùa làm váy. Hey. Này, xin chào. Chào con. Đang, mẹ đang điệu này. Ôi là nhìn thấy lạ quá. Sướng này. Sú ơi. Nhìn này. Nhau. Nhà. Nhau. Đáng yêu thế nhỉ. Cười. vui quá nó cười đấy. À đây là váy thường. Ngoài trang phục truyền thống ở đây họ có thể bán những cái đồ bình thường cho trẻ con này, áo cờ này. Mai mà leo lên cái đỉnh gì đấy trên dưới hồ mua cái áo cờ này cũng được này. Đúng không? Và đây là đồ bình thường. Đồ bình thường. Ơ, Việt đâu rồi? À đây. Ôi, quà à? À, anh Việt chưa thấy quà bao giờ nữa. Con thấy rồi. Chưa thấy rồi. Em cũng chưa thấy anh Việt bao giờ. Linh tinh. À, chưa thấy nhau à? Chưa, ôi ơi, buồn nhỉ. À? Anh có biết đâu, hôm nọ gặp được khác cái sao? À đây là đồ lưu niệm. Đây là cái tạp dề này, nhưng mà cái này là hiện tại là vẫn chưa xong. Hiện tại là đang làm thôi. Đây là mấy vẽ thôi, chưa nhuộm đúng không? Đúng rồi, mới vẽ thôi. Nhuộm tràm thì sau khi vẽ mấy ngày thì nhuộm tràm hay nhằm nhuộm luôn? Vẽ xong luôn, mình có thể nhuộm luôn. Nhưng mà phải làm nhiều cái rồi mới nhuộm. Sao? Cái này tạp dề này. Cái kia là cái mũ của đầu bếp, Quang lấy cho xem. Nhưng mà chưa xấu. Quang lên 2 lần mà chưa thấy mặc đồ truyền thống nhỉ? Dạ, đây là đầu bếp nhỉ. Ok. Đây, đây là hàng loạt những cái đồ lưu niệm được làm bằng phương pháp vẽ sáp bông. Em ạ, bán đây là qua hay là đi ra đây chơi thôi? Ừ, hay. Ủa. Đây đang vẽ đây. Muốn vẽ cái này mực phải hâm nóng liên tục đúng không? Sa mông. Vừa. Xem chị vẽ này. Rất là kéo tay. Đây.
Mỗi một cái đường của họ nó rất là đều. Đây này chỉ đấy nhỉ? Đây này cho vào nước ăn được không? Nhìn chung được, sâu 10 mét được. Nhưng mà dưới 10 mét này thì hả? Soi cá được. Vâng, soi cá được đấy. Hôm nào mà chú mua chú gắn lên lưng con rùa hay con cá cho nó bơi xuống ý, khỏe dưới cũng được. Không có người làm thật rồi mà. Đúng rồi. Chắc là ông đi, có một ông đi thác đây, nó một cái như thế này nó đang bị suối này, nó vâng. Thoải mái mà. Thoải mái mà, cái này thoải mái, em có một cái bọc ở trong này xuống thoải mái, sâu 10 mét được mà. Không em bảo thật, cứ như là gắn lên lưng con rùa á, cho nó chạy đấy, tại vì nó kết nối với điện thoại mà, nó đâu có biết mà, đúng không ạ? Đúng ạ, anh cứ gắn vào em đi. Gắn với em á, gắn với em có mà mất này, gắn với con rùa thì mới là con. Việt nó đi một vòng nha, tí nữa quay lại xem chị làm tiếp này. Uầy Việt ơi, đi nốt trong tí quay lại nào. Ô cu gì anh quên tên. Hôm trèo cây anh lên nó trèo cây này. Nhân ái. À đúng rồi. Nhân ái đẹp trai. Nhân ái đẹp trai. Lâu nhớ. Nhớ sao được nhỉ? Bao nhiêu khách ạ? Bên này có một cái đường tôi chưa đi vào xem bên này có gì hay ho không. Bên này họ bán đồ bình thường phục vụ cho người dân đi rừng ấy, hoặc là làm ruộng. Đồ này chắc là đồ không phải đồ tự làm rồi. Không dám nói là đồ Trung Quốc. Thịt. Đi ngay Việt ơi. Đồ này đồ bán đồ của người Mông này. Quần áo này. Bé đang ngủ ngon thế. Mà kệ mẹ cứ bán hàng, bé nó cứ ngủ. Đẹp thật đấy. Cái này may gì đây? Cái này đan thế này hả chị? À đan váy à? Mất thời gian trong một cái váy này bao nhiêu ngày xong? 1 năm mới xong. Ôi ôi. Các bạn để làm ra một cái váy này mà 1 năm 2 cái. Bây giờ làm nhanh thì 1 năm được 2 cái này. 1 năm chậm thì 1 năm được 1 cái. Ôi dồi, thế bán cái này bao nhiêu tiền? À 2,5 triệu. 2,5 triệu mà dành công sức cả 1 năm mà làm cái này thì cũng đáng đấy. 1 năm mới làm được cái này. Và những người dân tộc Mông người ta sẽ sử dụng cái chỉ này để dệt thành cái này. Vâng, 1 năm 2,5 triệu các bạn nhá. Ai có nhu cầu lên đây mua nhá. 2,5 triệu so với công sức 1 năm thì cũng rẻ thôi, không đắt lắm. À, đây là hai mẹ con đang bán hàng trên sinh hồ này. Ok. Tí nữa quay lại chụp ảnh hai mẹ con nhé. À nó quay lại chụp ảnh. Đi xuống góc cái này sao không? Đây là bộ đồ của trẻ con sao này. Đi xuống dưới xem. Lộc đi đâu rồi? Ủa, con dao này. Không có tầm nào mang về để làm, không có tầm nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nói chung đây là phiên chợ cũng nhỏ thôi, nhưng mà nó là nơi gặp gỡ giữa đồng bào để có thể nói những câu chuyện không đầu không đuôi sau một tuần làm việc vất vả. Đồ bán đây thì cũng ít thôi, không nhiều lắm. Mình thích cái chợ này ở chỗ đó là không gian của nó rất là đẹp. Tất cả những cái chòi bán hàng đều được xây dựng trên nền của những viên đá tự nhiên. Và cái khung của những cái sạp hàng này là làm bằng hoàn toàn bằng gỗ. Và phía trên có lợp thêm những cái lợp lá. Nó tạo cảm giác rất yên bình cho những người khách du lịch đến đây để tham quan và khám phá. Đấy. Đây có một cái cối này. Ok. Đây chỉ là một trong những đây chỉ là một trong nhiều địa điểm du lịch các bạn có thể khám phá ở Shinjuku. Và riêng phiên chợ này họ chỉ họp vào sáng thứ bảy hàng tuần thôi. Do vậy nếu các bạn muốn lên đây thăm thú và khám phá thì tốt nhất là thu xếp lên vào buổi sáng thứ bảy và trước 10 giờ sáng, tại vì 10 giờ sáng họ nghỉ rồi. Ok. Xin chào các bạn. Hẹn lại các bạn, gặp lại các bạn ở các địa điểm du lịch sau của Shinjuku.